Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách ghép ảnh như thế này. Từ những cái bức ảnh chụp riêng, mình ghép thành những cái bức ảnh cặp đôi như thế này, nhìn rất hay và rất là thú vị. Để ghép ảnh như vậy, đầu tiên mình vào ứng dụng Pixart này, tích vào dấu cộng này. Tiếp theo mình sẽ chọn ảnh bằng nam trước. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn bức ảnh này. Tiếp tục mình sẽ kéo qua, mình vào các công cụ là thêm ảnh này. Tiếp tục mình sẽ thêm bức ảnh của người nữ mà mình muốn ghép vào. Ví dụ ở đây mình sẽ thêm bức ảnh này. Bấm thêm. Và mình sẽ phóng lớn lên như thế này. Tiếp tục mình sẽ kéo qua. Mình vào các công cụ cắt bỏ này. Vào các mục cá nhân. Để tách phông này tự động. Tiếp tục mình sẽ bấm qua biểu tượng con mắt này. Và trong bức ảnh này, tách phông này tự động đó, nó sẽ còn những cái chuỗi chưa tách như thế này, nó còn sót này, và mình sẽ tách thủ công. Tiếp tục mình sẽ vào một xóa này, và mình căn chỉnh kích cỡ nét xóa để mình xóa cho bức ảnh mình nó đẹp. Và các bạn muốn ảnh ghép của mình nó đẹp tự nhiên, các bạn bỏ ra chút thời gian mình xóa tỉ mỉ xíu là ok. Vì mình đang làm video chia sẻ nên nhiều lúc mình xóa tách phông này nó không được đẹp, các bạn thông cảm. Và mình sẽ xóa như thế này. Sau khi tách phông này như thế này mình cảm thấy ok rồi ạ. Thì mình bấm vào chữ lưu này. Tiếp theo mình sẽ di chuyển ảnh bằng nữ vào để ghép, làm sao cho người nữ này giống như đang tựa vào người nam vậy là ok. Ví dụ ở đây mình sẽ căn chỉnh như thế này. Tiếp theo mình sẽ giảm thanh mà đập xuống này. Để nó lộ hết cái bức ảnh của người nam ra, cái khuôn mặt của người nam. Và tiếp tục mình sẽ vào biểu tượng xóa cục gôm trên màn hình này. Và mình vào biểu tượng xóa này.
và mình sẽ phóng lớn lên. Mình xóa đi lộ hết cái khuôn mặt của người nam ra như thế này, để cho cảm giác người nữ tự vào người nam nó sẽ đẹp và nó sẽ tự nhiên hơn. Và tiếp tục để cho cái bức ảnh ghép của mình nó đẹp và nó giống hơn, thì cái viền giữa cái ảnh nam và ảnh người nữ nó tiếp giống nhau, là mình chỉnh cái độ cứng nó giảm xuống. Và mình sẽ xóa theo cái viền như thế này, nó tiếp giống như cái ảnh ghép người nam và người nữ như thế này, thì cái bức ảnh của mình nó sẽ đẹp như cái ảnh ghép người nam và người nữ như thế này, thì cái bức ảnh của mình nó sẽ đẹp và nó sẽ giống hơn, tự nhiên hơn. Sau khi mình cảm thấy ok rồi, tích chọn vào chữ V bên góc phải màn hình. Và tiếp theo mình sẽ kéo cái thanh đồ mà đục lên, để cái bức ảnh của người nữ nó sẽ rõ nét như thế này. Và nếu mình cảm thấy cái bức ảnh ghép của mình ok rồi, mình tích chọn vào chữ V này để lưu bức ảnh này. Tiếp tục mình sẽ vào cái công cụ là Beautiful này. Và mình sẽ chọn Domain này, để các bạn ghép mình nó sẽ đẹp, nó tự nhiên, nó giống hơn. Cái này cũng tùy theo các bạn căn chỉnh nha. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn đồ mình như thế này, sau đó tích chọn vào chữ V đây. Tiếp tục mình sẽ vào cái công cụ là màu da này. Ví dụ ở đây sẽ chọn màu da này, tích chọn vào chữ V. Và bấm vào ngón tay này để lưu bức ảnh này vào điện thoại của mình. Bấm lưu, lưu ảnh vào thiết bị của bạn. Bấm sao. Cách ghép ảnh như thế này rất hay, rất thú vị. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.